Với việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp, giải pháp trong cao điểm của công an thành phố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua được giữ vững, ổn định, phục vụ nhân dân đón Tết an ninh, an toàn. Theo số liệu của công an thành phố, phạm pháp hình sự được kiềm chế kéo giảm trên 68% so với 7 ngày liên kế trước đó và bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các lực lượng đã điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng, bắt 3 vụ, 63 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt từ ngày 30 Tết đến nay không phát sinh các vụ trọng án. Trong dịp Tết không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022. Toàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 3 người chết, 3 người bị thương. Nhận định tình hình sau Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm đường phố. Yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô còn rất nặng nề phức tạp. Trên tinh thần vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động, sự kiện của lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố diễn ra trên địa bàn thủ đô sau dịp Tết Nguyên Đán, nhất là hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch về cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán, cao điểm phòng chống tội phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô và tết nguyên đán. Sáng ngày 28 tháng 1 ở huyện Thuận Châu, Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng. Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 29B51070 chở 18 người đi trên tỉnh lộ 108 hướng thành phố Sơn La đi huyện Sông Mã. Trong lúc vào cua tại khu vực dốc Co Mạ, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, chiếc xe bị mất phanh rồi rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét. Vụ tai nạn làm 3 nạn nhân thiệt mạng và 4 người bị thương nặng. Được biết, toàn bộ hành khách trên xe cùng đi ăn đám cưới. Tại hiện trường, xe ô tô 29 chỗ bị biến dạng, lực lượng chức năng địa phương có mặt để bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn người bị thương, đồng thời làm rõ nguyên nhân tai nạn. Theo số liệu báo cáo thống kê của công an các địa phương, tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy làm một người bị thương, ước tính thành tiền khoảng 1 tỷ 750 triệu đồng. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, xảy ra 105 sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện và cháy bãi cỏ rác lực lượng chức năng trực tiếp tham gia 9 vụ cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời xuất xe, tổ chức chữa cháy và dập tắt nhiều đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan cháy lớn. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho hơn 65.000 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 3.500 ca phẫu thuật cấp cứu, mổ đẻ, thành công, đón 3.762 trẻ chào đời và cho xuất viện gần 15.000 bệnh nhân về nhà ăn Tết. Đã có 9.716 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, tăng 15,6%. Có 217 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Vào hồi 10 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2023, hỏa hoạn bùng phát dữ dội một kho chứa vải tại địa chỉ 50B phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Khu vực kho vải bị cháy có diện tích khoảng 100 m2, được xây dựng bằng khung thép và mái tôn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cột khói bốc cao hàng chục mét, sát một số ngôi nhà xung quanh khiến người dân hốt hoảng tháo chạy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Hoàng Mai đã điều 7 xe chữa cháy liên tục phun nước dập lửa. Do đám cháy diễn ra phức tạp, máy xúc được điều đến phá dỡ phục vụ chữa cháy. Sau hơn 2 giờ hỏa hoạn mới được khống chế, toàn bộ khu vực kho phải bị thiêu rụi, mái nhà kho bị sập hoàn toàn. Khu vực nhà kho bị cháy nằm trong khuôn viên của bãi trông giữ xe không phép đã bị công an quận Hoàng Mai dán thông báo trước cổng. Tuy nhiên các chủ kho hàng vẫn hoạt động. Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng 9 giờ sáng ngày 28